Xin chào các chị. Hello cả nhà. Lên program bút dài đi à. Ok chị yêu nhá, đợi em một tí xíu em thì sẽ lên ngay. Các chị ơi, buổi trưa ngày hôm nay thì em thì sẽ lên lốt một vài mã hàng xả và lên rất là nhiều mẫu mới. Vì từ qua đến giờ chứ em inbox không ai trả lời à. Inbox nhà em thì nó hơi quá tải một tí xíu nhá cả nhà nhá, nên là mong các bác thông cảm giúp em. Các chị ơi, mọi người cố gắng chốt đơn luôn trên like. Các bác mình chốt đơn trên like giúp em sẽ được giải quyết đơn hàng luôn trong chiều ngày hôm nay. Nếu mà trong chiều ngày hôm nay mà nhân viên nhà em các bạn, nhưng mà kiểu như chúng mình mà chưa được chốt đơn thì đến thứ bảy mới được chốt đơn nhé. Tại vì là em xin phép các bác là đến thứ năm, thứ sáu em cho nhân viên nghỉ mất 2 ngày, thế là mình tranh thủ mình chốt đơn luôn trong ngày hôm nay nhá. Loa chị có độ không ạ? À không em ơi, loa chị là loa tự nhiên dở này, loa chị là loa tự nhiên nhà em nhá. Do chị mặc áo lót nhà chị nó đẹp, thế nên là nhìn nó to thôi, chứ loa chị là khẳng định với em 100% là loa chị là loa tự nhiên nha em nha. Ok. Xin chào cả nhà. Xin chào các chị. Các chị ơi, mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Mọi người ăn cơm chưa? Nếu mọi người ăn cơm rồi tranh thủ vào xem live của em Hiền nhá. Hôm nay thì có rất là nhiều mẫu siêu nâng đẩy luôn dành cho các chị ạ. Comment mã đơn hàng và để lại số điện thoại cho em. Và nhớ này, mình chốt đơn luôn trong chiều ngày hôm nay và tối ngày hôm nay, bởi vì ngày mai là nhà em sẽ dừng live. Ngày em sẽ nghỉ mất 2 ngày và cũng sẽ không có ai check inbox trong vòng 2 ngày, nên là mong mọi người thông cảm cho em. Xem C33 có xả không? C33 không có xả, người đẹp. C33 không có xả. Con này nó đẹp lông lộn như thế, con này em phải đăng về hàng, tại vì em đang còn rất là nhiều C34 và 36 chưa về được C38 này, em không thể xả được. Chị lên mẫu nào loa nhỏ và có mẫu dây chống tụt nữa đi ạ. À? Đây con này nâng đẩy nhiều này. Áo này kín quá hở nữa không ạ? À? Một lát sẽ có áo hở hơn nhá. Đứng đây đợi một tí này, thả tim đi. Muốn lên cái gì phải thả tim đi. Không thể nào mà xem livestream chùa được. Mình mất tiền hàng tháng đóng tiền mạng. Mất tiền hàng tháng đóng tiền wifi thì phải thả tim cho người ta đi chứ các chị ơi. Ok, lên mẫu đi ạ. Hôm nay thì có áo bra mới này, có áo lót mới này, có quần lót mới, đặc biệt là đợt này nhà em Hiền về rất là nhiều quần lót đẹp các chị ơi. Đợt này về nhiều quần lót đẹp lắm. Mọi người thả tim đi để em bắt đầu lên ngay nha, like nhanh ngay nha. Q7 còn một bé size 50 cân, cao 1m570. Em không có nhớ nữa chị, em không có nhớ nữa cơ. Cái này mình inbox của em nhìn được không? Inbox của em hình như là 1m57, 50 cân, lấy size L chắc là mặc vừa đấy ạ. Em nghĩ là còn đấy ạ. Loa silicon điên nè. Loa thật silicon ở đâu ra? Cứ vơ 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 vẩn. Không phải loa silicon, loa thật đấy. Tại sao mọi người lại cứ phải ganh tị với cái loa của em? Tại sao mọi người cứ phải dối lòng làm gì? Loa đẹp thì khen là người ta đẹp một câu đi, cho gọi là cho người ta có động lực bán hàng đi. Mới lên live một cái hỏi là loa silicon vớ vẩn bậy nào. Không phải nha. Loa giả điên à. Tại sao cứ phải hỏi loa làm cái gì? Áo đẹp không hỏi đấy, có hỏi loa có áo nào bận hở hết lưng không? Dạ có chị yêu nhé, em nhìn có đấy ạ. Mình đang mặc áo như hiện nay, mua mấy cái rồi cái nào cũng ưng. Em cảm ơn chị Hằng Phạm rất là nhiều. Rồi ok, đấy ít ra phải cho người ta xin cái feedback. Đằng này cứ bảo hỏi loa giả. Loa giả hay không thì mình cũng không có được sờ đâu mà. Đúng không ạ? Loa giả hay loa thật thì không có được sờ mó gì đâu. Mà hỏi làm cái gì? Ok các chị ơi, comment đầu tiên hỏi em nhìn nha. Mẫu đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Con này thì nó là một mẫu mới về hàng. Các chị, con này mới về hàng được mấy hôm á. Áo quay đợi em một tí xíu nhá, áo khung dây đợi em xíu nhá. Comment hỏi em hiện nó sẽ là mã C2 và để lại số điện thoại cho em. Chị nào muốn nâng đẩy nhiều, muốn mặc mềm mát thì chốt cho em Hiền áo này. Đây là một trong những mẫu áo nâng đẩy đẹp nhất của nhà em Hiền luôn. Đó. Comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã C2 và để lại số điện thoại cho em. C2 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. À. Áo này em Hiền chỉ đang có giá là 199k một áo thôi. Em khẳng định các chị luôn là mặc áo này siêu nâng đẩy và mút nó rất là mềm. Dạ, lên cả dáng ngực của nó rất là tròn và cực kỳ sexy nhá. Bởi vì đây là bây giờ nó đang là mùa hè rồi. Em Hiền cũng chỉ về những cái áo ren, nhưng mà ren nó phải thực sự là mát nhá. Và em áo này rất là mát luôn. Mút của nó là mút đệm hơi đấy cả nhà, có lỗ thoáng khí nhá. Comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã C2 và để lại số điện thoại. À, áo này của em Hiền nó là đệm dày 5 phân rất là nâng, nhưng mà áo này của em nó không có gọng. Đó, áo này của em thì nó không có gọng nên là khi các chị mặc lên nó sẽ không bị đau, không bị khó chịu đâu ạ. Comment thì em nhìn là C2 và để lại số thật em. Áo này các chị cứ nhận hàng cho em, kiểm tra hàng. Nếu như áo này nhận hàng về mà cảm thấy nó bị nóng em cho trả lại hàng luôn. Ok chị ạ. Đệm của nó là đệm dày 5 phân và cực kỳ nâng nhé cả nhà nhé. Em nhìn có màu đen là một này, màu ghi là hai này,
Màu kem là ba này và màu em thì nó mặc là màu nâu. Cái màu kem với màu nâu thì em sắp hết hàng rồi, em còn màu đen và màu ghi nhiều hơn nhé. Nên là bác nào chốt những cái màu này mọi người phải tranh thủ chốt. Và đặc biệt con này size 34 là em thì lại bị cháy hàng. Có màu khác size 36 bị size 34 thì nó còn ế, nhưng con này riêng 34 cháy hàng các bác ạ. Còn bên em thì nó sẽ là mã C2 và để lại số điện thoại cho em. 199k một áo size 34, 36 và 38 nhé. Mẫu này em thì đang có đủ size. Áo này mặc đẹp lắm, mình nhận được hàng rồi. Cảm ơn rất là nhiều này. Cũng thích mát cực, chất rất là mềm. Em cảm ơn rất là nhiều các chị ơi. Đợt này em về nhiều quần đẹp lắm luôn đó cả nhà. Các chị có muốn thay quần không ạ? Có đệm hơi như đệm mỏng à, có đệm hơi như vậy mà đệm mỏng. Thực ra là đệm mỏng thì nó sẽ không làm đệm hơi đâu, chỉ có những áo dày dày nó mới làm đệm hơi đây, để chống nó tránh cái tình trạng là nóng bí thôi ạ. Áo không dây đi shop, áo không dây em nhìn có cái con này. Comment thì em nhìn nó rất là mã C2 và để lại số điện thoại nhá. Các bác ngực bé là phải có con này cho em. Lấy con này đi, đẹp nhức nách luôn đó cả nhà. V2 và để lại số điện thoại cho em. Còn nếu mà áo không dây thì em nhìn có mã này. Áo này là đệm hai thân dưới, ngực sau ngực bé đều mặc được. Và mình mặc quay mặc hai dây cho em thì đảm bảo 100% không bị tụt luôn. Áo em mình đang mặc là đệm dày nhá cả nhà nhá. Áo dành cho bà bầu nữa, em xíu này thả tim đi ạ. Các chị cho em mình xin một nút thả tim nha, để em bắt đầu lên like. À, có bác nào hỏi quần nâng bông đâu rồi? Quần váy nâng bông đâu rồi? Các chị hỏi quần váy nâng bông đâu hết rồi? Bơi ngay vào đây cho em. Lên like ngay vào đây cho em để em hiện mặc ngay nào. Thả tim đi ạ. Em ơi, đợt này làm sao vậy? Đợt này em về nhiều hàng đẹp vô cùng luôn các chị ơi. Đây ạ, em hiện đã về quần nâng mông đẩy mông nhá. Nó là quần nâng mông đẩy mông chứ không phải là quần độn mông. Quần độn mông là nó rất là dày, mình mặc nó sẽ bị nóng. Quần này là quần nâng mông, đẩy mông rất là đẹp luôn. Trời ơi, quần là dạng như kiểu là quần đúc ấy cả nhà. Con quần này là em hết hàng từ trước Tết, cả nửa năm nay rồi mới về được hàng. C2 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Rồi mẫu tiếp theo này, qua bên này em Hiền nó sẽ là mã V19 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một em áo bestseller. Áo này nhá, dáng nửa quả này, nâng đẩy này. Mặc lên nó sẽ khoe được cái vòng ngực của mình nhiều hơn này. Tàn áo của nó là có ghen lưng này, ghen mưa nách này. Ok chị ạ, cái ren nó rất là mềm nhé cả nhà nhé. Ren này nó co giãn nhá. Và áo này ở cái bản áo nó sẽ có một cái đường keo ấy cả nhà. Nó sẽ là một cái đường keo gọi là chống ma sát ấy cả nhà. Để gọi là chống tụt, chân tụt đấy cả nhà. Áo này rất là đẹp luôn ạ. Áo này các chị mặc quay thì tuyệt vời luôn. Bác nào mua em áo này mà không tận dụng để mặc quay thì rất là lãng phí luôn. Có dây áo nhưng mọi người có thể mặc quay cũng được. Con này là sinh ra để mặc quay đấy, rất là đẹp. Comment hãy em nhìn là V19 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu trắng là 1 nhá. Em có màu đen là 2 này. Màu hồng là 3 này. Và màu đỏ là 4 này. Mã này comment hãy em nhìn là V19 và để lại số điện thoại cho em. Cả một set như thế này chỉ đang có giá là 260.000 thôi. 260.000 cho một set nhé cả nhà nhé. Áo ngực bé, ngực bé dùng loại áo nào, ngực bé lấy ngay con C2 ngay đầu like cho em. Nó vừa mềm vừa mát lại nâng đẩy nhiều. Cái này comment thì em nhìn là V19 và để lại số điện thoại nhé. Bao gồm là cả quần và cả áo, dáng nửa quả nó khoe ngực lên rất là nhiều này. Đây em bỏ dây áo ra cho các chị xem. Em áo này làm mặc quay, C2 không có set đâu, C2 chỉ có lẻ áo thôi. Ôi các chị ơi, em nhìn đã về quần đẩy mông các chị lên áo rồi. Cái này là đi theo set, cái này không bán lẻ nhá cả nhà nhá. Comment hãy em nhìn là V19 và để lại số điện thoại cho em. Màu quá đẹp luôn, cân lên cả da ngực nó rất là ôm này. 260.000 bao gồm một quần một áo cho em. Em có màu đen là 1 này, màu hồng là 2 này, màu đỏ là 3 này và màu trắng là 4 này. Mã này là V19 và để lại số điện thoại 260.000 nhá cả nhà nhá. Mẫu này là nâng ngực độ đẩy đấy cả nhà ơi. Em nhìn qua mã khác này. Bác nào muốn mặc quay mặc hai dây thì nên lấy sang cái dòng áo này cho em. Em nhìn bảo hành luôn, dòng áo này mặc sẽ không bao giờ bị tụt lên rất là chắc chắn nhá. Đệm em này là đệm 2 phân rưỡi ạ, V19 và để lại số điện thoại cho em. Form lên cực kỳ đẹp các chị. Form này nâng đẩy nhiều, ok chưa ạ? 2 phân rưỡi ạ. Phượng Tùng Bách đơn đặt hàng từ mùng 5 mà chết rồi, thế thì xem đơn để em kiểm tra đơn hàng nhá. V19 và để lại số điện thoại cho em để hôm nay em đã về quần nam rồi đây, các bác cứ hỏi quần nam. Để em xem nhá. Bạn nhân viên để em mang quần nam lên. Em ơi, ở dưới quần nam rồi chưa? Mang đây chị mấy cái nhá. Em đã về quần nam rồi các bác ơi. Đã về quần nam rồi nha. V19 và để lại số điện thoại giúp em. Em sẽ lên cho các chị một em. Nên lên cái gì bây giờ nhỉ? Các chị muốn lên cái gì ạ? Lên áo đệm mỏng đúng không? Ok, lên đệm mỏng nhá. Đệm mỏng em mới về mã này xinh này các chị này. Nửa quả rất là xinh này. Lên áo không gọng mà không đệm nhá. Không gọng không đệm thì hiện tại em chỉ đang bị hết hàng rồi đẹp ạ. Hết sạch hàng, con cháy hàng, không còn một cái nào luôn ạ.
áo vừa ra không? Là đợt này á, hàng gọi là miên man luôn. Quần nam đợi em một tí xíu nha. Quần nam đợi em xíu nha. Em đã về quần độn mông đẩy mông rồi các bác. Bác nào gọi là mông xẹp xẹp, bác nào mà cần như là tìm quần váy. Dạ vâng, ok chị Tùng, bác như để em kiểm tra đơn hàng nhé. Chị nào mà cần tìm quần váy này, quần để mặc váy này, quần bảo hộ này, hay là kiểu quần độ, kiểu như là quần đẩy mông ấy cả nhà. Đây là một em quần đẩy mông siêu đẹp luôn. Đó, hiện tại nếu mà nói là quần đẩy mông mà mặc kiểu dạng như kiểu quần váy thì nhà em chỉ có duy nhất một loại này thôi. Em chỉ bảo duy nhất một loại này thôi các bác. Em đã đợi hàng nửa năm trời. Mặc dù là trên thị trường nó có rất nhiều loại, em cũng không nhập về, em chỉ nhập đúng loại này thôi các chị. Nhưng mà mặc loại này nó đẹp. 10 khách mua rồi, 10 khách quay lại mua thêm. Là các chị biết là cái độ hot của nó như thế nào. Comment thì em thì là Q43 và để lại số điện thoại giúp em. Bác nào mà biết em từ Tết đến giờ thì là chưa biết. Chưa biết là em thì có con quần này. Inbox hỏi quá trời hỏi luôn đó cả nhà, hỏi quá trời hỏi luôn đó. Nhưng mà bây giờ mới về được hàng quần. Quần này nó gọi là quần độn ở cái gì? Đẩy mông nâng mông nhất cả nhà nhá. Nó là của dạng như kiểu như là quần quần đùi, quần đùi thì mặc cái với cả quần váy dạng như thế này. Đó, nó có cái quần ấy, nó sẽ có cái đường gân nhá. Khi mà dơ lên mọi người sẽ không nhìn thấy, nhưng mà nó sẽ có những cái đường gân như này này. Mặc lên á, nó rất là tròn mông và đẩy mông. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q43 và để lại số điện thoại gen. Quần này em sẽ có từ size M đến size XL. Có nghĩa là bác nào có cái cân có cái số đo vòng bụng là vòng mông là 75 đến 110 là mình sẽ mặc vừa được cái quần này cho em. Ok chưa? Comment thì em là Q43. Nó dạng quần váy, em sẽ lấy một con màu đen. Em có một màu kem và màu đen. Màu kem nó kiểu màu nâu da da, màu rất là đẹp nhá. Còn chứ nó không phải là màu kem trắng đợt vừa rồi. Em về màu kem trắng mọi người cũng bảo là màu kem trắng đấy nó bị sáng quá ấy. Mọi người thích kiểu cái màu nâu đậm đậm như này. Đợt này em về được cái màu nâu đậm như này này. Mặc cái dáng quần này nhá. Bác nào mà kiểu mông của mình nó không được tròn ấy, mà nó hơi xẹp xẹp một tí xíu, mặc lên là rất là đẩy mông, trong mông mình cực kỳ tròn luôn. Và dáng của nó là dáng quần đùi này, và chất liệu của nó là chất liệu đúc. Em mình mặc nó cực kỳ mát luôn, nó sẽ không gọi là nó sẽ không bị tụt nhá cả nhà nhá. Đây không phải là quần ghen, nó là quần đùi kiểu như quần váy đấy. Em sẽ mặc thử một cái cho các chị xem này. Q43 và để lại số điện thoại cho em, các chị nên lấy 2-3 cái đi vì em về số lượng nó ít lắm. Mà đợi nửa năm trời mà hàng nó mới về. Trời, khách nó khi là khách quên mình luôn rồi đó. Khách quên là không biết là mình có quần đẩy mông các bác ạ. Q43 và để lại số điện thoại cho em. Đây, các chị ạ, em sẽ mặc cho một cái cho các chị xem. Đây ạ, những cái con quần này thì em nghĩ là bác nào cũng cần phải sở hữu một cái nhé cả nhà nhé. Em sẽ mặc màu đen này. Mọi người thấy cái form dáng không ạ? Đây, cái cạp nó sẽ là như em hiện mặc là qua rốn một tí xíu nhá. Đấy, mặc lên cái mông của mình nó sẽ rất là tròn. Nó sẽ kiểu như có cái đường gân ở hai bên mông này, nó sẽ đẩy mông giống như bác nào mua quần gen nhà em nhìn đấy. Đấy là nó sẽ có cái phần gen ở đây này. Nó có cái phần hai, cái phần gân ở hai giờ cái chỗ quả đàn này, quả mông này sẽ đẩy mông lên rất là tròn nhá. Và chất liệu của nó là chất liệu đúc. Thế là cái dáng này nó cũng ngắn ấy, nên là mình mặc nó kiểu như mình mặc áo giấu quần hay là mặc với váy thì nó sẽ rất là kiểu như là nó giống như kiểu quần bảo hộ đó. Mẫu hôm qua chị like 99k cuối like đi chị, là cái mẫu nào nhá chị Phương nhỉ, là mẫu nào nhá, cái mẫu nào nhá. Comment em thì là Q43 và để lại số điện thoại cho em nhìn nhá. Quần này chỉ đang có giá là 69.000 một quần. 69.000 một quần thôi các chị, rất là rẻ nha các bác nhá. 69.000 một quần. Em để các bác một giá là 69.000. Q43 và để lại số điện thoại cho em, nó rất là rẻ các chị ơi. Mọi người tranh thủ lấy, em về được cái giá thôi, là em về được cái giá tốt hơn cả năm ngoái luôn. Q43 và để lại số điện thoại gen. Đây, lớp lót quần bên trong đấy ạ. Lót quần bên trong đấy ạ. Q43 nhá. Em nhìn có màu kem, có màu đen. Một quần nó sẽ nằm ở trong một cái hộp như thế này. Q43 và để lại số điện thoại gen. Có size M, size L và XL. Quần này em nhìn có size mẫu cái gì, mẫu đầu lai đúng không ạ? Mẫu đầu lai của em nhìn là đệm giày 5 phân, không có gọng, nâng đẩy nhiều. Rồi em xíu nhá. Q43 có 69.000 một con quần thôi các chị. 69.000 một cái gọi là dạng như kiểu là quần váy đấy cả nhà. Nhưng mà quần váy này các chị mặc đồ ôm nó cũng sẽ không bị lộ viền nhá. Lên mông nó rất là tròn. Nhớ em nhìn này, quần này là đẩy mông tròn mông. Và nó là dạng là quần váy mặc với cả váy xòe, váy ôm body. Chất liệu này rất là dai luôn. Có size M, size L, XL. Đây, size số nó nằm ở chỗ này này. Đó. Đấy, size số đàng hoàng nhá, chứ không phải là hàng free size nhá cả nhà nhá. Q43 và để lại số điện thoại cho em. 69.000 cho một quần. Xe năm em còn đấy chị Lâm Lan ơi, chốt ngay đi. Em thấy chị hỏi mấy lần rồi không thấy chốt. Không thấy chốt là không hết hàng đấy. Tại vì hôm qua em chốt đơn rất là nhiều rồi. Nên hôm nay sợ hết hàng đấy. Tại vì con xe năm này nó về được có 100 áo thôi.
Trăm áo mà đi 4-5 màu thì 3-4 size thì không có nhiều đâu ạ. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã Q43 và để lại số điện thoại cho em, có màu kem và có màu đen, size M, size L và size XL này. Bác nào mà mông dưới 85 thì lấy size M cho em, mông dưới 95 thì lấy size L cho em, mà mông 110 thì lấy size XL cho em. Có màu đen và có màu kem, ok chưa ạ? Q43 và để lại số điện thoại đó. Con quần này đẹp vô cùng luôn. Rồi em thì sẽ lên áo C5 đợi em một tí xíu nhá. Đây, trước khi lên áo C5 lên quần nam nhá. Tôi yêu cầu chị nào yêu cầu chị nào mà còn muốn mua quần lót cho chồng thì phải ngay vào ngay chốt ngay con quần này cho em ngay. Nó không vài hôm nữa nó hết hàng, không biết đến bao giờ. Nhà em hôm qua mọi người hỏi là không còn một cái quần lót mẫu cũng không còn nha. Chồng em hôm qua bảo là mang lên cho chồng mấy cái để mặc, còn không có một cái nào. Hôm nay mới về được cái con quần này. Đó. Hôm nay mới về được con quần này. Trời ơi, em nhận được 1000 sao rồi đó. 1000 sao bây giờ nó hết tính năng rồi, đã bảo đừng tặng sao nữa rồi mà. Đã bảo đừng tặng sao nữa rồi mà, tặng sao làm gì cho nó tốn tiền ra. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã chết rồi. Mã quần nam à? Comment này em thì là quần nam và để lại số điện thoại cho em. Quần này của em nhìn nhá. Đúng rồi, đang định hỏi quần nam. Chốt ngay đi bác, quần nam của nhà em thì nó sẽ có 4 màu thôi. Một set em sẽ đi đơn các bác là 5 quần. Đấy ạ, quần nam này em thì đang bán là 200.000 cho 4 quần, nhưng mà ngày hôm nay mới về hàng và rất là lâu rồi mới có quần để bán như này, nên là mình tranh thủ ngày hôm nay mình sẽ chốt đơn các bác là 200.000 cho 5 quần, có nghĩa là có 40.000 một cái thôi. Quần này của em thì nó là chất thun lạnh nhá, quần này không được may các chị ạ, nó không được may đâu. Cái nhà có chỗ mình quần này, ok, phần dưới này nó không được may đâu, nên là mặc cái loại này nó siêu mát. Trời ơi, quần lót của nữ nhá còn không mát bằng cái loại này đâu các bác ạ. Quần này siêu mát, chồng em là rất là thích mặc cái loại này đấy, mà mấy cái loại khác là không ưng đâu, mấy loại cốt tông nó không ưng đâu. Cốt tông có khi nó còn bay bay, nhưng chất này nó rất là dai luôn và cực kỳ mát luôn. Comment này em là quần nam và để lại số điện thoại cho em có size cho anh từ 50 cân cho đến 85 cân. Nó có size là MLXL hay là LXL và HL gì đó bây giờ không nhớ à, LXL và HL. Thì như con này là 90 cân vẫn mặc vừa đấy. Đúng ạ, đợt đầu tiên nó về size là MLXL, đợt này nó về là LXL và HL. Nghĩa là từ 50 cân đến 90 cân mặc vừa cho em Hiền nhá. Em Hiền có size 3 size như vậy đó. Comment này em thì là quần nam và để lại số điện thoại cho em. Một set của nó sẽ là màu ghi này, nó sẽ là màu đen này, nó sẽ là màu xanh này và nó sẽ là màu trắng này. Và xin phép là không chọn màu, đáng lẽ em bán là 200.000 cho 4 quần là 4 màu như thế này. Nhưng mà thôi em sẽ chốt các bác là 5 quần. Nghĩa là giảm một quần, là giảm gọi là tặng một quần đó cả nhà. Ok chưa? Chất siêu mát luôn. Cái chất này nó rất là dai nhá cả nhà nhá. Cực kỳ mát. Ok chưa? Quần nam và để lại số điện thoại cho em. Quần này chỉ đang có giá là 200.000 cho 5 quần thôi. 200.000 cho 5 quần, em nhìn có sai nhá. Các chị chỉ cần comment là mã quần nam và để lại số điện thoại sai số để lát nữa nhân viên nhà em gọi điện các bạn ấy xác nhận đơn sai sau. Bây giờ sai số em cũng không kịp tư vấn trên này nữa. Em nhìn qua mã khác nha cả nhà nhá. Xịt tam giác em không có. Chị cảm giác em ý là lần này em rất là thích những cái loại như này nè. Mùa đông thì nên lấy loại chất cốt tông ấy, hoặc là lấy chất nó dày dày một tí xíu, hoặc là lấy cái chất kháng khuẩn đi. Năm ngoái em có bán loại chất kháng khuẩn nó rất là đẹp. Nhưng mà năm nay ấy cả nhà, mùa hè rồi, phải mặc cho em những cái loại này, nó mát lịm luôn cả nhà. Mặc siêu mát luôn. Đây này, chất của nó rất là thích. Ok chưa? Mình sờ mình còn thích cái nói gì các anh nam. Sao lại bảo là vợ mình khéo thế? Ôi giời, vợ mình mua được cái con quần đẹp thế. Ôi vợ mình đảm đang thế. Lại sướng cho mùi lên. Comment này em là quần nam và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 200.000 cho 5 quần. Không biết tao bán nhầm giá không đây này. Áo đang mặc của em Hiền ạ, S27 và để lại số điện thoại cho em. S27 và để lại số điện thoại cho em Hiền mã này nhá cả nhà nhá. Mẫu này à, đây xin lỗi ạ, S37 và để lại số điện thoại cho em. Áo này là dành cho những chị nào ngực to, ngực chảy xệ giúp em. Con này là mút mỏng hơn 1 phân, gần 2 phân thôi. Dáng này là dáng nửa quả nhá. Gen cánh tiên này, cái gen này siêu mềm này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã S37 và để lại số điện thoại cho em mã này. Set này chỉ đang có giá là 290.000, bao gồm là một quần và một áo giúp em. Nó lại mã em thì đang mặc đây, cái này là S37 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Quả áo sâu, quả áo mỏng, nâng cái này nó không có nâng, cái này nó không có đẩy, nó chỉ nâng đẩy đối với ai mà mình làm ngực to thôi là mình cảm thấy nó nâng thôi, ngực bé thì nó sẽ không có nâng. Và con áo này ngực bé thì mặc nó sẽ bị bửa ra, vậy nên là yêu cầu ngực to thì chốt, ngực trẻ trẻ thì chốt, ngực bé không nên chốt cho em. Mã này comment thì em nhìn là S37 và để lại số điện thoại cho em. Cái set này chỉ đang có giá là 290.000. 290.000 em có màu đen, có màu trắng và có màu xanh S37 và để lại số điện thoại nhé cả nhà nhé. 34 và 36 cho em. Ok chị, bây giờ em thì lên con C5 này.
Em yêu cầu chị nào chốt xe năm thì chốt thật là ngay nhé. Lần trước xe năm nó về xong rồi mấy tháng trời nó mới lại có hàng, nên là lần này mà các bác mà không tranh thủ chốt ngay thì hết hàng thì lại rất là tiếc luôn. Đây ạ, xe năm của em hiện đây là một em áo gọi là mỏng này. Mọi người hỏi quá trời, không phải riêng một mình bác hỏi mà trên like nhà em thì nó mọi người ngày nào mọi người cũng hỏi cái con xe năm này. Thôi biết sao ạ, áo này mỏng, bản áo to, ghen lưng, ghen mưa nách, mặc siêu mát luôn. Đây các bác ơi. Đây, ngắm hộ em nhìn con áo này. Trời mà con áo này mát dã man luôn. Em Hiền đang mặc màu cam nha. Cái màu cam này thì do em Hiền like trên đèn đấy cả nhà. Nhà có rất là nhiều đèn thì nó sẽ hơi bị gọi là màu cam quá, chứ ở ngoài cái màu cam này nó rất là đẹp luôn. Màu cam này siêu tôn da trên like, nó hơi bị phản màu một tí xíu. Nhưng mà các chị ơi, con ren này, áo này này, ren này nó rất là dai này. Nó không phải mềm mềm, không phải là ren cứng cứng đâu nha các bác. Các bác nhìn bầu em này, ren này cực kỳ dai luôn. Cái bản sau áo của nó là bản đúc và bản này nó rất là to. Bản này gọi là ghen lưng, ghen mỡ nách luôn. Con này của em thì mút mỏng gần hơn một phân thôi. Và gọng của nó sẽ là gọng dẻo và mút của nó cũng là mút đệm hơi và mút rất là mỏng nhá. Bản áo to, ghen lưng, ghen mỡ nách. Comment thì em thì nó sẽ là mã C5 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này thì gọi là dành cho những bác nào ngực to, ngực trẻ xệ, mình muốn gọi là mặc mềm mát trong thời tiết mùa hè này, thì đây là một chiếc áo đẹp nhất. Và năm nay thì em Hiền chỉ mới về được duy nhất có loại này thôi, không có loại khác nha các bác nhé, chưa về được loại khác, chưa có loại nào ưng hơn. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C5 và để lại số điện thoại lên. 199k một áo, em sẽ giảm các chị con áo đều giá là 165.000. Giá này chỉ áp dụng khi các bác chốt đơn trên live thôi. Comment thì em Hiền là C5 và để lại số điện thoại nhé. Em Hiền có màu cam là 1 này, màu kem là 2 này, màu đen là 3 này và màu vàng chanh là 4 này. C5 và để lại số điện thoại cho em. 165.000 cho một áo thôi. Ok chưa? Khác gì con sâu không chị? Có bên này em nhìn là C5 và để lại số điện thoại cho em. C5 nhé, không phải là C57, con này là C5. C5 và để lại số điện thoại cho em. C5 và để lại số điện thoại cho em ạ. C5 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. Ok, em đã thấy đơn của các bác rồi nha. C2 là 199.000 một áo ạ. Lên áo hở lưng để mặc mặc đi ạ. Ok, đợi em xíu này. Đây các bác ơi, màu kem là 1 nhá, màu đen là 2 này, màu vàng chanh là 3 và màu cam là 4 này. Cái này màu nào cũng đẹp. Em sẽ mặc cho các chị thêm một con màu đen để các chị xem nhá. Cái con màu cam này xinh lắm, nhưng mà không hiểu sao lên like nó kiểu nó bị vàng ấy, chứ con này màu cam ở ngoài khẳng định luôn là cái màu này rất là đẹp, cực kỳ tôn da luôn. C5 và để lại số điện thoại em. Lên ít quần ren cặp cao thì có ngay được em một tí xíu quần ren. Thì quần thì nhà em cực, thực sự các bác luận tầm này là nhà em không thiếu quần luôn, các muốn quần gì cũng có luôn, không hề thiếu quần luôn. C5 và để lại số điện thoại em ạ. Đây các bác ơi, bản áo to nhá, bản đúc nhá, mặc lên rất là mát nhá. Ren này siêu dai luôn, ôm ngực gọng ngực, cái này thì nó sẽ không có nâng đó. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C5 và để lại số điện thoại cho em. Chết rồi, để em xíu này. Ok, qua mẫu tiếp theo nha. Ok chưa? Đây. Bác nào mà muốn ghen lưng, ghen mỡ nách thì lấy sang mã này cho em. Em nhìn qua mã nhé cả nhà nhá. Bây giờ lên áo hở lưng đúng không ạ? Lên quần không, lên áo hở lưng nhá. Bây giờ phải lên những cái con quần ren cặp cao đúng không ạ? Thích ren nhưng mà phải thích cặp cao. Đây, là mã này. Hình như là Q6 thì phải. Đúng rồi. Ren cặp cao dưới 62 cân mặc vừa ren. Comment thì em nhìn là Q6 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. Q6 và để lại số điện thoại gen, gen nhưng mà cặp cao. Ngắm em cái phong quần này nhá, rất gen, rất là mềm luôn. Gen này siêu dai luôn. Đai latex em thì đã về hàng rồi. Bây giờ mùa hè nóng rồi, có ai thích đeo đai không ạ? Đây ạ các chị ơi, gen của nó rất là dai này,
gen siêu đẹp luôn này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã Q6 và để lại số điện thoại gen. Con quần này chỉ đang có giá là 175.000 cho 5 quần. Tính ra nó chỉ có 35.000 cho một con quần gen này thôi. Bình thường những con quần này thì không bao giờ có cái giá rẻ như đâu các chị. Quần này ít nhất cũng phải là 45-50.000 một cái. Những cái chất này, chất rất là đẹp luôn. Chất gen này không sợ ngứa nhé. Đừng ai hỏi là có ngứa hay không, sợ ngứa không. Sợ ngứa đừng mặc gen, nhưng mà gen này mềm. Comment này em thì nó sẽ là mã Q6 và để lại số điện thoại gen. Quần này chỉ đang có giá là 175.000 cho 5 quần. 175.000 năm quần thôi. Mã là Q6 và để lại số điện thoại gen. Màu khá là nhiều màu đẹp nhé cả nhà nhé. Lên C33 C33 để chú có ở đây không ta? Các em sẽ lên nhé. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q6 và để lại số điện thoại gen. Quần gen màu rất là đẹp luôn. Hoặc là em nhìn mới về một cái con quần này này. Các chị em mới về con quần này này. Quần này nó là mã bao nhiêu để em xem lại mã nhé. Em mới về một con gọi là quần đúc nha. Quần đúc nhưng mà không lộ viền, không đường may luôn đó cả nhà. Để em xíu, em tìm cái con quần đó. Đây. Em mới về con quần này. Đây, rất là đẹp luôn. Quần này rất là đẹp nha các chị yêu nha. Lấy cho các chị xem một cái. Lấy cái màu xanh mọi người nhìn nó sẽ rõ hơn này. Màu rất là đẹp luôn. Quần này comment này em là Q23 và để lại số điện thoại gen. Đây là quần đúc, đúc lạnh ấy cả nhà. Đúc nó cũng rất là nhiều loại đúc nha. Đúc này gọi là đúc lạnh, đúc rất là mát luôn. Và cái đúng quần này. Đúng quần các chị nhìn ạ, nó có cái lỗ thoáng khí này. Ok chưa? Nó rất là ấy này, lớp lót bên trong này. Các bác ngắm các em này. Lớp lót rất là đẹp nha. Ok chưa? Rất là dai luôn, nó có lỗ thoáng khí, các chị có thể nhìn thấy lỗ luôn đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Quần này cực kỳ xịn, em rất là tâm đắc cái mã này. Em phải giữ lại cho mấy cái để mặc siêu mát luôn. Quần này 40 cân đến 65 cân các chị mặc vừa cho em. Không đường may nha, cạp vừa phải, không phải cạp quá cao nha. Những cái quần như này là mọi người nên có này, phải có này. Và đặc biệt ai hay mặc đồ ôm, đồ mỏng là phải có cho em con quần này này. Màu nó rất là đẹp này. Comment này em thì là Q23 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 năm quần. Các chị ạ, có 35.000 cho một cái con quần màu này. Màu rất là xinh luôn, toàn màu xịn, toàn màu, ý là màu quá đẹp chứ không có một cái màu nào màu xấu á. Cái này comment này em thì là Q23 và để lại số điện thoại cho em. Những con quần này là mùa hè các chị phải cần nên có. Đến cái ngay cả gọi là người mẫu diễn viên nổi tiếng nào thì các bạn cũng phải mặc những cái, phải có những cái con quần này các chị. Vì mặc lên nó thích lắm, mặc những loại này là không muốn mặc sang loại khác đâu, vì nó không có đường viền các chị. Không có đường viền, không bị khó chịu. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q23 và để lại số điện thoại gen. Sau dù là thích mặc gen giết lên cỡ nào cho nó thì phải có con quần này nhá. 175.000 cho 5 quần. Đây các bác ơi, con quần này nhiều màu đẹp lắm. Nói chung là em đang không có hết mắc em đây. Này có một màu này, hai màu này, ba màu này. Đó, bốn màu này, năm màu này, sáu màu này, bảy màu này, tám màu. Không có màu xấu các chị. Đây các chị nhìn của em này. Quần này, đúng quần này. Thấy không ạ, các chị nhìn thấy đúng quần không ạ? Rất là dài luôn. Quần này không được may nhé cả nhà nhá. Q23 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 năm quần. Quần này rẻ hơn con Q14 nửa mông hả chị? Con Q14 là con gì nhỉ? À đúng rồi, nó rẻ hơn con Q14. À con Q14 hết hàng rồi các bác nhá. Q14 là không còn con nào nhá. Sao em bán con này rẻ thế? Chứ giờ em có làm sai giá không vậy? Em nhớ là con quần này em cũng nhập giá cao lắm cơ mà nhỉ? Thôi toang rồi. Ờ sao chị nói em mới biết, chị nói em mới nhớ nhỉ? Ôi nhưng con quần này chị nó con Q14 rất là nhiều nha. Con Q14 là 50.000 một quần nha. Sao con Q này, con này có 35.000 một quần ta? Toang rồi. Ôi sao chị nói chết rồi. Em là khách mới tư vấn em áo không mút, không áo mà không gọng, không mút mỏng dành cho người cực nhỏ vậy ạ. Người đẹp ơi, nếu như mà áo không có gọng và cũng không có một tí mút nào, không có gọng mà không có tí mút nào thì nó không còn nâng ngực đâu. Ngực nhỏ thì mặc những cái loại đấy thì nó sẽ không có độ nâng đẩy. Người đẹp vẽ nhất là cũng phải mặc cho em tầm 2 phân thì nó không gọng cũng được, nhưng mà phải 2 phân thì nó có độ nâng đẩy, người bé phải mặc loại đấy. Chứ mà không có mút thì nó sẽ không có độ nâng đâu chị Hoa Hồng, chị Hoa Đồng Tiền. Chết rồi. Sao em bán giá này rẻ quá các chị ơi? Em bán giá này rẻ quá, đúng rồi. Chị hỏi em nhớ bữa em mua quần Q14 là 50.000 một cái đúng không? Ồ sao em bán con này rẻ vậy? Mà chất con này nó còn đẹp hơn cả con Q14 nha. Em khẳng định luôn chất con này đẹp hơn con Q14 nha. Không nhưng mà chắc chắn em làm sai giá đấy ạ. Thôi nhá, bác nào lỡ chốt thì em chốt, còn bác nào mà chưa chốt thì em xin phép không chốt nữa nhá. Em phải xem lại giá tại vì là
cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn. Em nghĩ là em làm sai giá rồi đó. Em sẽ dừng lại để ngày mai em xem lại giá tiếp. Còn bác nào mà lỡ em đã lỡ chốt rồi, em sẽ chốt nốt cho những cái giá như vậy. Còn xin phép là hoãn nào, hoãn đơn nha, hoãn đơn nha. Rồi, tại vì con quần này em mới về, chị, em mới về chiều hôm qua. Nhưng mà em nghĩ là em cũng làm sai giá đấy. Không bao giờ có quần đấy đẹp như vậy, giá rẻ vậy đâu ạ. Không bao giờ có cái giá rẻ như vậy đâu. C13, ok bác, muốn em sẽ lên C13 cho bác. C13 này em gọi là đẹp xỉu luôn. Mình sẽ mặc một cái màu đỏ đỏ xinh xinh nha. C13 của nhà em là một em áo rất là nâng ngực. Tính chốt thêm mà chị nói như vậy. Không, nếu như mà bác nào mà lỡ chốt rồi thì em sẽ để cho bác chị giá như vậy. Nhưng mà em nghĩ em sẽ phải làm lại giá thì bác nói là đúng ạ. Cái con Q14 nha. Con Q14 nha, chắc nó còn không được đẹp như vậy đâu á. Chất nó không được đẹp như con quần này đâu. Mà em bán đến 50.000 một quần rồi, tại sao em bán con quần này có 35.000? Bán hàng như em là chất đó được các chị. Mà bác nào mà lỡ, bác nào chốt rồi em thì chốt, bác nào chốt lại em sẽ không chốt nữa đâu nha. Em chắc chắn em mà lỡ nói nhầm giá trên line thì cái mẫu áo, mẫu quần này em sẽ vẫn để các chị về cái giá như thế này. Em sẽ không nói hai lời, còn lỡ mà ngày mai thì ngày mai mà like mà nhầm giá thì em sẽ nốt, nhưng mà nó cũng không có số lượng nhiều ấy. Hôm qua em về được có 200 quần thôi, nó không có nhiều lắm, có khi chốt nốt like này nay là hết. Lỡ mai mà có nhầm giá thì cũng cùng lắm làm bán lỗ đi một tí. Có thể là sẽ lỗ. Ok ạ, à, mẫu tiếp theo này, nhưng mà chất quần nó cực kỳ đẹp nha, thế này em mới phải dán lại C13 và để lại số điện thoại cho em. Áo nâng đẩy đẹp không ạ? Con áo này của em là có gọng nhá, đệm giày 5 phân cũng là dáng mút quả xoài, dáng lên cực kỳ sexy luôn. Chị nào đang cần tìm những cái áo mà nâng đẩy mà đẹp đẹp, gọi là muốn sexy nhưng mà màu rất là lạ lạ thì phải lấy cho em cái con áo này. Comment của em thì nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại cho em. C13 và để lại số điện thoại cho em áo này. Em có màu trắng là 1 này, em có màu hồng là 2 này, em có màu đen là 4 này, màu ghi là 5 này và màu kem là 6 này. Và màu em thì đang mặc là màu đỏ là 7 này. Comment của em thì nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại cho em. Áo này em sẽ giảm các chị con áo này với giá là em sẽ giảm các chị con áo này với giá là 155.000 cho một áo. 155.000 cho một áo. Comment của em thì nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại cho em. C13 và để lại số điện thoại cho em áo này. Đẹp chưa ạ? Trời ơi, áo này nâng đẩy lắm, các chị nhìn các em cái quả mút này, mút rất là dày và cực kỳ nâng nha. Mút dày và nâng đẩy nhiều. Em có màu trắng là 1, màu hồng là 2, màu đen là 3, màu ghi là 4, màu kem là 5 và màu đỏ là 6 ạ. 155.000. Phải không nhỉ? Ôi giời này em bị làm sao ấy cả nhà. 155.000 cho một áo ạ, size 34, 36 và 38 đấy cả nhà nhá. Đây là một form áo cực kỳ nâng luôn. Ok chưa ạ? C13 và để lại số điện thoại cho em. C13 phải để lại số điện thoại cho em. Áo hở lưng à, áo C22 đúng không? Đây. Quần nha, em về nhiều quần đẹp lắm các chị ơi. Đấy, em về nhiều quần đẹp lắm. Đây ạ. Đây là những cái con áo mà dáng gọi là dáng ai cũng cần phải có nhá. Comment của em thì nó sẽ là mã C22 và để lại số điện thoại giúp em. C22 và để lại số điện thoại cho em mã này. Đây là một em áo đệm giày 2 phân có gọng. Đó, áo này của em là hàng có gọng nhá, nhưng mà con này mặc lên nó mỏng nhưng mà nó rất là nâng đẩy và tạo khe luôn. Dáng nửa quả rất là khoét ngực sâu nhá cả nhà nhá. Comment của em thì là C22. Áo này mình có thể mặc được 8-9 kiểu luôn á. Mình có thể mặc quay mặc 2 giây cũng rất là đẹp luôn. Comment của em thì nó sẽ em xin lỗi, con này không mặc quay được nhưng con này mặc được hở lưng. Con này mặc được dáng hở lưng. Các chị nào mà cần thì em sẽ mặc được cho các chị xem cái dáng hở lưng để các chị có thể xem được cái form dáng của em nhìn nhá. Comment của em thì là C22 và để lại số điện thoại cho em. C13 mặc siêu thích luôn. Em cảm ơn rất là nhiều nhá. Áo 99k hôm qua còn không à? Để em xem, em hỏi nhân viên xem còn không nhá. Comment của em thì là C22 và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. Áo này em mình có màu kem và có màu đen, 199k một áo. Hàng này của em nó hàng loại 1 nhá. Còn nó có cái hàng là nó sẽ có cái mẫu nào mà nó có màu kem, cũng là hàng như này. Nó
nó có cái màu kem màu đỏ thì nó sẽ là hàng loại 3, loại 4 rồi. Cái hàng này không được chấp luôn. Cái form áo nó không được đẹp như thế này. Cũng là một con áo nhá, mỏng nhưng con này nó sẽ nâng đẩy. B10M hết hàng rồi, mỏng nhưng nó nâng đẩy. Nhưng mà cái con này này, mỏng có nghĩa là còn những cái loại mà hàng loại 2, loại 3 mỏng nhưng mà nó sẽ không có nâng được và cái gọng nó rất là xấu luôn. Con này comment thì em thì là C22 và để lại số điện thoại cho em 34, 36 và 38. Và áo này chỉ đang có giá là 199k, chỉ có đúng 2 màu thôi. Hàng chính hãng này chỉ đúng 2 màu thôi. Vũ Thịnh ơi em đây ạ, comment thì em thì là mã đơn hàng và để lại số điện thoại đâu. Bác comment cái gì nào? Chỉ còn chip su đúc không à? Tìm em mãi, chị tìm em mãi à? Có chip su đúc. Thôi được rồi nhá. Em ơi, em đang rất là lăn tăn nha. Cái con quần này này thật sự luôn đấy cả nhà. Em có biết là em có làm sai giá không ấy? Hy vọng là mình không làm sai giá để mình lỡ ngay. Lỡ mày hôm nay mình bán mình sẽ cảm thấy không bị hối hận nhá. Nhưng bác nào mà em lỡ làm sai giá, em khẳng định em nghĩ có đến 90% là em làm sai giá. Em làm mình hố giá con quần này này. Các chị ạ, một cái con quần, một cái con quần gọi là, chết rồi máy hết pin. Một cái con quần gọi là không được may, quần đẹp như này, dai như này, 40 cân đến 65 cân là em nhìn có sai cái lớp lót quần này. Mọi người có nhìn thấy cái lớp lót quần không ạ? Trời ơi, xịn sò dã man luôn. Cốt tông nhá cả nhà, chất nói chung là con quần gọi là tuyệt vời luôn á, siêu mát luôn. Mà em đang bán có 175.000 năm quần. 175.000 năm quần là em không biết là em có bị làm sai mã hay không, làm sai giá hay không. Nhưng mà tại vì mọi người cứ hỏi, em sẽ lên nốt nhá. Bác nào thích thì chốt. Nhưng em nghĩ là ngày mai sẽ phải lại làm giá, làm lại cái giá chứ không. Em nghĩ là em hơi bị hoang mang về con quần này. Mã này của nó là con Q23 và để lại số điện thoại cho em. Nếu như mà ngày mai em có quay lại cái giá cao hơn thì các bác đừng nói gì nhá. Mọi người coi như không biết gì nhá. Mọi người đâu mua cái giá rẻ hơn mọi người cũng đừng nói gì nhá cả nhà nhá. Đừng nói ôi hôm qua bán giá rẻ, hôm nay bán giá đắt hơn. Thì sau cái like này em sẽ tắt like, em sẽ xóa like này đi. Q23 quần này đẹp lắm á. Bác nào thích kiểu đúc đúc á thì lấy sang loại này cho em thì này. Hoặc là em nhìn có con quần tàng hình này. Ôi nói chung là quần mắt mắt thì đợt này em nhiều vô cùng luôn. Không biết thích là con chốt con Q23 đâu. Đây em có con quần này này. Quần này là quần cặp cao. Quần này là quần tàng hình cặp cao. Quần tàng hình cặp cao nha các bác nha. Đây ạ, quần tàng hình cặp cao. Quần này em hiện đang bán làm, quần này em hiện đang bán là 69.000 một quần. Nhưng mà các bác chốt đơn trên line này em sẽ bán một set của nó sẽ là 4 quần. Quần tàng hình cặp cao các bác nhé. Quần này nó cũng rất là dai này, dưới 65 cân các chị mặc vừa. Bác nào thích ôm bụng ôm mông thì lấy sang cái loại này cho em. Ok chưa? Quần này comment với em thì nó sẽ là mã Q22 thì phải. Q22 và để lại số điện thoại cho em. Quần này chỉ đang có giá là 200.000 cho 4 quần. Nghĩa là 69.000 giảm còn 50.000 một quần. Một set của nó sẽ là có 4 màu như em hiện đang cầm ở đây. Những cái loại này thì siêu mát và siêu mỏng luôn. Em có màu xanh là 1 này, màu ghi là 2 này, màu đen là 3 này và màu kem là 4 này. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q22 và để lại số điện thoại cho em. Quần này chỉ đang có giá là 200.000. 200.000 cho 4 quần nhớ cả nhà nhá. Q22 và để lại số điện thoại cho em. 200.000 cho 4 quần. Siêu đẹp các chị ơi, siêu đẹp luôn. Q22 và để lại số điện thoại cho em. 200.000 cho 4 quần. Giá nó rất là rẻ để bác nào mà thích kiểu như là ôm bụng ôm mông mà kiểu dạng như kiểu quần tàng hình mặc siêu mỏng ấy thì mặc cho em những cái loại này. Q22 và để lại số điện thoại cho em. 200.000 cho 4 quần. Ok chưa ạ? Lại em nhìn có con quần lọc khe này, cái chất này cũng cực kỳ mát này. Quần này thì đâu đó em còn 5-6 set nữa là gì hết hàng. Comment này em là Q39 và để lại số điện thoại cho em. Chị nào mới tập mặc lọt khe, đang có ý định mon men tập mặc lọt khe thì điều đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên là phải mua quần đúc như thế này. Mua cho em cái loại quần này, mình mặc quen được thì mình mới mặc sang được cái loại ren. Mà mặc cái loại ren nhé, cho dù những người nào kinh nghiệm thâm niên mặc lọt khe thì mặc cũng sẽ bị khó chịu. Thì nếu muốn mặc lọt khe thì chỉ mặc cho em cái loại này, vừa rẻ vừa đẹp và cực kỳ mát luôn, mặc như không mặc. Comment này em thì là Q39 và để lại số điện thoại cho em. Q22 và con Q23 cái nào ôm hơn à? Thực ra nó phải tùy theo cái cân nặng của các bác nữa, tùy theo cái vòng bông của các bác nữa. Còn hai con này cái form nó như nhau, nó bằng nhau và nó đều có độ dai và độ co giãn, nó rất là mát luôn á. Rồi cái này comment thì em thì nó sẽ là mã. Còn con Q22 thì chất của nó sẽ xịn hơn chứ. Nghĩa là có nghĩa là chất đúc thì nó sẽ dày hơn là cái chất kiểu chất dai kia như thế. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã Q39 và để lại số điện thoại nhá. 139.000 cho 5 quần. 139.000 cho 5 quần. Giá rất là rẻ các bác. 139.000 5 quần nhá. Tính ra nó chưa đến 30.000 một cái quần đó các bác. Q39 và để lại số điện thoại cho em. Mặc quần này cực kỳ thích luôn. Q39 và để lại số điện thoại.
Rồi lên con quần quy của đúng không ạ? Con quần này thì hầu như là bây giờ em không có like con quần này nữa, và khách vẫn chốt con quần này rất là nhiều. Đây là một em quần chất liệu cốt tông, ôm bụng, ôm mông. Quần này dành cho những chị nào đến ngày đèn đỏ mà bụng to, mông to thì mặc cho em những loại này. Mặc loại này, mặc đèn đỏ nó rất là gọn và nó sẽ không bị gọi là không bị tuột hay là không bị lệch băng vệ sinh hết cả nhà. Con quần này siêu chắc chắn luôn. Bàn quần này, đó, chất quần này là quần cốt tông nhá, mặc rất là mát, cái ren này siêu mỏng luôn. Cái này comment của em Hiền, cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã cái gì đây? Cái này để em xíu. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã, em tí nha, 3 hôm rồi mà bao chị check tin nhắn giúp em ạ. Em chuyển khoản được 3 hôm rồi mà bao lâu rồi mới nhận được hàng. Em ở Trà Vinh ạ. À? Chị đẹp ơi, ở Trà Vinh thì có thể là ngày nay hoặc là ngày hôm nay là ngày thứ 3 hoặc có thể là ngày thứ 4 mình mới nhận được hàng nhá, tại vì em ở tận Hà Nội cơ. Em ở tận Hà Nội thì ship về Trà Vinh thì nếu mà nhanh nhất thì có thể ngày hôm nay là ngày thứ 3 mình sẽ nhận được hàng, nó không phải 4-5 ngày, thông cảm cho em với. Cái này tùy theo tuyến nó giao ấy thì thông, chứ hàng mà đã chuyển khoản là đơn hàng em sẽ đi ngay luôn rồi ạ. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã Q4 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Quần này đang có giá là 190.000 năm quần thôi. Quần này trước em Hiền bán là trước năm ngoái là em bán cái này. Trước năm ngoái là bán cái loại này là 65.000. Năm nay giảm còn có 38.000 cái thôi các bác. Giá nó rất là rẻ luôn, giá này em giảm nó cũng sẽ không về hàng nữa. Comment này em thì nó sẽ là mã Q4 và để lại số điện thoại cho em, 190.000 cho 5 quần. Tính ra nó có 38.000 một cái thôi, Q4 và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Dưới 65 cân là các bác học sẽ mặc vừa cho em với loại này. Lên cho các chị một con áo Polar này nhé. Em mới về con áo Polar này rất là đẹp. Không phải mới về mà em đang sale con áo Polar này. Em mới đang sale con áo Polar này. Áo em thì đang mặc là mút 2 phân nhưng mà nó nâng đẩy nhiều, lắc ngực bé cũng rất là đẹp. Đây. Ok. Rồi dạo này bị ghẻ các chị, toàn ngứa người thôi. Gọi là cái máu của mình nó gọi là máu gì ta? Mà trong nhà mà không ai bị con gì nó đốt, mà chỉ có mình bị muỗi, con mấy cái con dính con gì nó đốt. Các bạn đèn nó đốt thôi. Còn bao nhiêu con người ngồi nó không đốt nha. Cứ mình người nó đốt rồi này. Bài viết gọi là đang gãi như người gãi ghẻ này. Kinh quá đi thôi. Ok, mẫu tiếp theo này. Trời ơi, cái áo này mát lắm với các chị, áo của ra. Áo này mặc đi bơi cũng được, mặc đi tập cũng được, mặc với cái gì cũng được, phối với cái gì cũng được, rất là xinh luôn. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã B7 và để lại số điện thoại gen. Này em về toàn tông màu sáng nha, rất là đẹp nha. Áo này đang là 169k một áo các chị ơi. Em sale cho các chị con áo này, em còn một ít thôi. Đợt này nó chỉ còn mỗi màu, đợt trước nó có màu của màu đen, màu xanh, nhưng đợt này nó hết rồi. Giờ em chỉ còn màu trắng là một này, màu kem là 2 này và màu nâu là 3 này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã B7 và để lại số này. Em nghe báo giá là các chị sốc luôn nha. Cái form áo lên rất là đẹp và cực kỳ co giãn này. Rất là co giãn luôn, dưới 60 cân các chị mặc vừa em. Và con này nó có mút. Đó, con này nó có mút, mút rất là mềm luôn. Các chị không thích các chị cứ bỏ mút ra xem. Ngực bé và con này lên cực kỳ xinh. Áo này rất là ôm ngực. Comment thì em thì là B7 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này chỉ đang có giá là 99k một áo thôi. 99k một áo thôi. Báo giá hai lần như vậy thôi. Các chị ơi tranh thủ chốt đi. B7 và để lại số điện thoại cho em. Màu nâu nhá, màu nâu đất nhá, màu trắng này và màu kem. B7 và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Quá là đẹp luôn. Đó, nâng đẩy nhiều, rất là đẹp. Tại vì em là có 40 cân ấy nên là em mặc cái chỗ này nó rộng này. Đó, các bác gọi là các bác mà trên cân nặng của em là các bác mặc sẽ ok hơn em, ôm hơn vì cái này co giãn này. Em mặc là bị rộng nhé. Em mà mặc vừa thì các chị mặc làm sao ấy đấy đó. Rộng, rất là rộng. B7 và để lại số điện thoại gen, 60 cân trở xuống là mặc vừa gen. Ok. B7 ạ. Rồi. Lên cho các chị một con quần đẹp thế này. Con quần này là định ngày hôm nay không có lên đâu nha. Định hôm nay không có lên đâu nha. Nhưng bởi vì quý các chị quá nên sẽ lên các chị con quần này. Đó, lên các chị con quần này. Đẹp quá trời đẹp luôn các chị ơi.
đây đây chất đúc này, quần này là chất đúc này, ở các bạn chất gọi là chất thun lạnh ấy cả nhà, nó rất là dai này, ren này, để mình lấy cái con màu hồng hồng, các chị nhìn cái ren của nó này, lớp lót quần nha, lớp lót quần nha, ok chưa, lớp lót quần này không bị cuộn luôn á, nên nó không bị gồ ghề luôn á. Đây ngắm ở em Hiền này, đó đẹp chưa, dài chưa, ren này, ren gọi là siêu siêu mềm. Quần nam em có, em vừa lên quần nam xong, đợi lát em Hiền lên lại nhá. Cái này comment thì em Hiền này, hình như là con này là hình như con Q24 thì phải, xem nào, phải không ta, quần này mới về em chưa có cập nhật lên á, quần này mới về em chưa có cập nhật lên, để em xíu nhá, xin lỗi các bác. Em này chắc là Q24 rồi, chắc là con Q24, để em hỏi những cái nhà em xem nào. Em ơi quần em mới về là Q24 đúng không? Q24 nha các bác nha. Con này là 40 cân đến 65 cân là mặc bao đẹp luôn, dai mỏng mát. Q24 và để lại số điện thoại cho em, 200.000 cho 5 quần. 200.000 cho 5 quần là nó rơi vào 40.000 một cái không hả nhỉ? 200.000 cho 5 quần là 40.000 một cái đấy. Con này siêu mát luôn. Chị nào mua con Q40 thì biết, con này nó còn kiểu nó chất của nó sẽ mỏng hơn con Q40 một tí xíu nhá. Nhưng mà chất nó dai và màu nó rất là đẹp luôn. Đây, một set của nó sẽ là 5 quần như 5 màu em thì đang cầm ở đây. Màu xanh là 1 này, màu hồng đậm là 2 này, màu đen là 3 này, màu hồng cam này và màu xanh rêu này. Màu quá trời đẹp luôn, màu xanh ngọc xanh rêu này. Q24 và để lại số điện thoại cho em, 40.000 cho một cái con quần lót. Quan trọng là mặc ôm bụng này, mặc mềm này, mát này, thoải mái này. Q24 và để lại số điện thoại nhé cả nhà nhá. 200.000 cho 4 quần. Em xin lỗi, 200.000 cho 5 quần chứ. 200.000 cho 5 quần nhé cả nhà nhá. Tính ra là 40.000 một cái. 200.000 cho 5 quần. Q24 và để lại số điện thoại cho em. Quá đẹp các chị ơi. Màu quá đẹp luôn. Đó, màu này rất là xinh. Đó, mà cái loại này mát lắm cả nhà. Các chị cứ mấy cái loại này mà các chị phang cho em. Lên quần lọt khe để em xíu nhá. Q24 và để lại số điện thoại. 200.000 cho 5 quần là 5 màu nha em. Mình đang cầm ở đây, quần này nó chỉ có 5 màu thôi. Đó, 5 màu bao mềm bao đẹp luôn. Q24 và để lại số điện thoại. Đó, ngắm màu của em. Ok chưa ạ? Em đi qua mã khác như vậy này nhá. Lọt khe à? Lọt khe thì hiện tại em chỉ có mỗi cái lọt em chỉ có mỗi cái lọt khe này thôi. Ôi dồi, ngứa quá. Mình ghẻ thật rồi. Em chỉ có mỗi con lọt khe này mặc mát mát này nhỉ. Em còn mỗi con lọt khe này mặc mát mát này. Con này là con Q39 này, C13, một kem 38. Còn con những người đẹp nha, chốt ngay của em đi, đang ế đấy. Comment này em là Q39 và để lại số điện thoại cho em. Đó, lên bờ ra gen hút giày đi ạ. Bờ ra gen hút giày đúng không? Bờ ra gen hút giày, ok có luôn rồi em chịu này. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q39 và để lại số điện thoại. Q39 và để lại số điện thoại cho em. Quần này chỉ đang có giá là 139.000 đúng không ta? 139.000 cho 5 quần. Đó, quần đúc đấy, quần đúc nửa mông đấy. Đây. Bra đây. Các bác muốn lên bra đúng không? Đây, bra đây. Bra dành cho những chị nào mà bra dành cho bác nào mà ngực bé đây. Bra siêu nâng đẩy dành cho các chị ngực bé nhá. Comment của em Hiền nó sẽ là mã V24 và để lại số điện thoại cho em. Bra dành cho những chị nào ngực bé này. V24 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. V24 nhá cả nhà nhá. Con quần này cả một set này. Cả một set sẽ là bao gồm là một quần và một áo gem V24 và để lại số điện thoại gem. Cả một set đệm giày của nó là 2,5 phân. Đây là một trong những chiếc áo bra mà đệm giày và nâng đẩy nhất của nhà em Hiền có trong cái thời điểm hiện tại này. Vừa sexy vừa nâng đẩy này. Đó,
V24 và để lại số điện thoại cho em còn màu đen và màu trắng. Áo này chỉ đang cả một set này đang chỉ có giá là 290.000. C30 thì buổi trưa ngày hôm nay em không lên được rồi. V24 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ. 290.000 bao gồm là một quần và một áo cho em. V24 và để lại số điện thoại ạ. 290.000. 290.000 bao gồm là một quần một áo ạ. V24 và để lại số điện thoại. Đây. Áo này đệm 2,5 phân, đệm này nâng nét, cái ống hút này nó rất là dày và nâng ngực đấy. Con này siêu nâng ngực nhá. V24 và để lại số điện thoại cho em. 290.000. 290.000 bao gồm một quần một áo cho em. Ok, qua mẫu khác nha. V24 và để lại số điện thoại 290.000 bao gồm một quần và một áo cho em. Rồi, mẫu tiếp theo này. Mẫu tiếp theo này. Áo bra à, em mới về con này cũng rất là xinh nhá. Mình sẽ mặc con này màu đen. Tối ngày hôm qua ngay đầu live em có mặc con này màu trắng rồi đúng không? Nay mình sẽ mặc con này màu đen đi. Em còn con bra này rất là sexy này. Con bra này dành cho các bác nào mà mình có ngực nhá. Đây. Trời ơi, quá là đẹp luôn các chị ơi. Xinh dã man luôn các chị. Rất là đẹp. Comment này em nhìn là B1 và để lại số điện thoại cho em. B1 và để lại số điện thoại cho em áo này. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. B1 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu đen và có màu trắng. Cái mẫu này thì nó là mẫu mới và nó là một mẫu ren pha lụa hàng cao cấp. Một cái loại gọi là rất là đẹp luôn á cả nhà. Con này thì em chỉ có lẻ áo thôi. Đó, 320.000. 320.000 cho em này. Comment thì em nhìn là mã. Đây. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã B1 và để lại số điện thoại cho em. Con này là không có mút nhé cả nhà nhé. Có gọng nhưng không mút nhé. Nó sẽ như thế này, nó không có tí mút nào cả. B1 và để lại số điện thoại cho em. 320.000 em này. Xinh xinh quá trời luôn. Quá là xinh luôn. Sexy quá trời luôn ạ. B1 và để lại số điện thoại cho em ạ. Em nhìn qua mã nhé cả nhà nhé. Quá là xinh. Em rất là ưng cái kiểu mấy cái dáng được dạng dạng lưng lưng như thế này. Lên áo mút mỏng mà dành cho người ngực to đi hả? Mút mỏng dành cho người ngực to đúng không chị? Rất nhiều luôn. Mút mỏng dành cho ngực to này. Có con nào này? Nhiều lắm, mút mỏng dành cho ngực to nhiều lắm. Đây nha. Em mới về, em này hàng cao cấp này. Đây ạ. Mút mỏng ngực to thì lấy cho em mã này. Ok chưa ạ? Comment này em nhìn nó sẽ là mã C3 và để lại số điện thoại cho em. Mút mỏng dành cho các bác ngực to. Con này là mút rất là mỏng nhá. C13 màu đen size 36 còn không ạ? Em còn đấy chị yêu nhất, C13 em còn hàng nhá. Comment này em nhìn nó sẽ là mã C3 và để lại số điện thoại cho em áo này. C3 và để lại số điện thoại nhá. Mút mỏng này, có gọng này. Áo này của em là áo su này, không gọng, nó không có đường may. Mặc em áo này thì nhẹ. Và áo này thì ôm ngực chỉ dành cho những bác nào ngực to trẻ sệ thôi. Áo không dây chống tụt nữa đi, áo không dây chống tụt em hết hàng rồi chị ơi. Hết hàng rồi, hẹn chị vào mấy hôm nữa nhá. Mấy hôm nữa hàng về em sẽ lên nhá. Comment này em thì nó sẽ là mã C3 và để lại số điện thoại cho em. C3 và để lại số điện thoại 255.000 cho một áo. Con này bác nào ngực to trẻ sệ thì mặc những loại này thì nó sẽ rất là
rất là gọn ngực và ôm ngực nhé cả nhà nhé. 255.000, 34, 36 và 38 có 2 màu thôi. Áo này hàng chính hãng nó chỉ đúng 2 màu thôi. Đó, C3 và để lại số điện thoại cho em, 255.000. Đầu lai. Đầu lai vừa vào. Vừa vào. Con mấy ốc lên trên vào comment bảo ngực silicon. Em vừa nói với người ta là ngực em là ngực thật xong. Bây giờ bác hỏi là ngực chị làm ở đâu vậy? Em vừa về cãi xong ngay đầu live, vừa về cãi với người xong là ngực em là ngực tự nhiên. Bây giờ bác hỏi em là ngực làm ở đâu mà đẹp vậy? Thì bây giờ em hỏi chỗ là ngực. Em trả lời chỗ là ngực thì buồn cười quá. Bác muốn hỏi chỗ là ngực em, inbox cho em nhá. Bây giờ mà em trả lời là vâng chị ơi em làm ngực chỗ này, làm ngực chỗ kia là có mấy ông ở sồn lên ngay. Sồn lên ngay là đấy, tôi đã bảo ngực silicon rồi mà, tôi đã bảo là ngực giả rồi mà không tin. Mệt mỏi lắm. Rồi, mẫu tiếp theo. Các ông gọi là chả tinh tế gì cả, biết thừa là ngực kiểu người ta là ngực giả rồi, nhưng mà cứ phải là để cái con bé mà cứ phải là để mình gọi là xác nhận vâng. Ngực em là ngực giả, chả hiểu để xác nhận làm cái gì. Nhưng mà ngày nào cũng vậy nha. Ngày nào cũng vậy nha. Các bạn ông cứ vào comment làm ngực bơm mà có phải ngực sửa không. Người ta đã nói là ngực của người ta là ngực thật rồi, ngực tự nhiên rồi, không tin. Cứ phải làm cái này, phải đấu tranh cho bằng được. Để cho mình, bản thân mình có phải là xác nhận là vâng. Em xin anh, em thua rồi, ngực của em là ngực sửa. Có một tha cho mình nhá. Quá mệt mỏi. Rồi, mẫu tiếp theo. Quần lót su đúc phối gen công giúp. Ôi một rừng luôn chị. Chị đợi em một tí, chị em lên chị một rừng luôn. Comment này em thì là V22 và để lại số điện thoại V21 và để lại số điện thoại gen. Này, đệm giày 4 phân này, dáng này là dáng thể thao này, nâng ngực này. V21 và để lại số điện thoại. Em có màu đen chữ là 1 này, màu trắng là 2 này, màu đỏ là 3 này và màu đen trơn là 4 này. Cả một set như này nó sẽ là bao gồm một quần và một áo. Giá của nó chỉ đang có giá là 290.000. Dáng này là dáng thể thao nhé cả nhà nhé. Comment thì em thì là V21 và để lại số điện thoại cho em. V21 và để lại số điện thoại cho em thì là 290.000, bao gồm một quần một áo. Áo màu gì đi, quần màu đỏ gen. Đệm giày nâng đẩy, dáng này là dáng xô cả nhà, nó có gọng nhá, nhưng mà con này siêu nhẹ luôn. Ngực bé cỡ nào đi chăng nữa thì mặc con này cũng sẽ có độ nâng đẩy. Comment thì em thì là V21 và để lại số điện thoại cho em thì là 290.000, bao gồm một quần một áo gen. V21 và để lại số điện thoại cho em. Quần lót su bước vào xa gen đúng không ạ? Em sẽ lên chị một loạt nhá. Những cái còn quần lót gọi là lót su nhưng mà xa gen của em nhá. Đây em có cái loại này này. Quần này nó là quần điều hòa. Nó pha cái chất gọi là cái chất này, nó giống như kiểu nó hay làm giống như kiểu cái chất quần tầng hình em, nó rất là dai luôn. Đó mà cái chất này nó rất là mát này. Rất là dai và siêu mát, loại mặc loại này thì không bao giờ ngứa luôn. Quần này comment thì em thì nó sẽ là mã Q15 và để lại số điện thoại cho em. Đấy, Q15 này, viền quần là viền đúc này. Pha với gen nhưng mà kiểu gen lưới, cái gen này thì dai, gen này thì không ngứa một tí xíu nào cả. Q15 và để lại số điện thoại cho em, 175.000 cho 5 quần, lớp lót quần này. Đó, toàn màu đẹp, cái quần này mặc rất là mát, sờ cái là mình muốn mặc ngay, không cần phải giặt luôn đấy cả nhà. Q15 và để lại số điện thoại cho em nhé, 175.000 cho 5 quần. Đây ạ, 175.000 5 quần, Q15 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu tiếp theo này, em lên các chị con quần tàng hình của em này. Quần tăng hình này em thì đang bán là 200.000 cho 4 quần. Ngày hôm nay em giảm các bác là 200.000 cho 5 quần. Quần này nó dạng như kiểu là quần, nó giống như kiểu là quần nửa mông rồi đó. Dáng cặp của nó là cặp bình thường nhé cả nhà nhé. Mặc cái loại này thì không lộ một tẹo teo đường viền nào cả. Cho dù các chị mặc một cái quần lót ở bên ngoài, chăng thêm một cái quần lót bên ngoài hay thêm một cái quần mà nó rất là mỏng ở bên ngoài, thì mặc cái con quần này cũng sẽ không bị lộ viền. Comment này em nhìn là quần tăng hình và để lại số điện thoại cho em. 200.000 cho 4 quần em giảm còn 200.000 cho 5 quần. Quần tăng hình và để lại số điện thoại đây này. Rất dai vô cùng luôn, dưới 65 cân là các chị mặc thoải mái nhá. Dáng này nó dạng như kiểu là dáng nửa mông ý. Mặc những cái loại nửa mông này thì không muốn mặc sang bất kỳ một con quần tam giác nào cả luôn cả nhà. Mã là quần tăng hình và để lại số điện thoại cho em. 200.000. Quần này đang có giá là 200.000 cho 5 quần. 200.000 cho 5 quần. Quần tăng hình và để lại số điện thoại cho em. Q3 rồi chị em, nhìn theo còn Q3 không nhá. Còn nếu bác mà thích kiểu như là đúc đúc mà pha với gen đúng không? Còn đúc pha gen có loại này nữa này. Q62 quần su giấy pha gen này. Q62 và để lại số điện thoại gen, mát lịm luôn cả nhà. Cái gen pha của nó cũng có độ co giãn. Cái gen này mặc mát, nó không bị ngứa. Q62 và để lại số điện thoại gen, 40 cân đến 65 cân. Hầu như quần lót thì em sẽ có size từ 40 cân đến 65 cân nhá. Có những con thì 70 cân cũng mặc vừa.
Cái này comment em là Q62 và để lại số điện thoại cho em cũng 175.000 năm quần. Tức là đa số là quần em có cái nhập đắt hơn, có cái nhập rẻ hơn, em bán luôn là 35.000 cái để tính tiền cho nó dễ các bác. Thì nhớ về đối với nhập mã. Comment này em thì nó sẽ là mã Q62 và để lại số điện thoại cho em 175.000 năm quần. Ok chưa? Cái loại mà 200.000 cho năm quần ý hả? Là quần mới 200.000 cho 5 quần. À đây là con đeo này này, con quần này này. Quần mới đấy. Con này là Q24. Đây chị ạ, con này là con Q24, quần beo. Quần beo nó cũng là chất kiểu thun lạnh ấy. Đây này, thun lạnh nhá. Đó, ren này. Các bác nhìn em cái ren em kéo này, co giãn đấy cả nhà. Ren này nó rất là co giãn luôn. 200.000 cho 5 quần, cũng 40.000 một cái thôi. Q24 và để lại số điện thoại ren. Màu thì khỏi chê luôn, màu thì khẳng định luôn là màu đẹp luôn. Khẳng định luôn là màu đẹp sang xịn mịn luôn. Q24 và để lại số điện thoại cho em dưới 65 cân các chị mặc vừa cho em. Quần nửa mông em vừa mới lên rồi mặc quần nửa mông hết hàng rồi. À cái loại quần mới nửa mông Q14 hết sạch hàng rồi. Q24 và để lại số điện thoại cho em liền ạ. 200.000 cho 5 quần đúng không ta? 200.000 cho 5 quần nghĩa là 40.000 một cái đây này. Một màu đen này. Hai màu hồng này. Ba màu xanh ngọc này. Bốn màu xanh rêu này, năm màu hồng cam này. Quá đẹp luôn. Q24 và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa? Còn bác là mông to nha, 50 cân thì đến 70 cân nha, thì hốt lại em thì con quần này nha. 50 cân đến 70 cân là phải hốt con quần này, hốt nhanh, hốt tức khắc này, không là hết hàng rất là phí này. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q21 và để lại số điện thoại cho em. Quần này các chị mua lẻ một quần là 69.000 một quần, à 65.000 một quần. Mua lẻ là 65.000 một quần. Mà em bán một set trên line này với giá là 180.000 cho 4 quần. Có nghĩa là nó chỉ có 45.000 một cái thôi. Đó cũng là đúc pha với cả ren lưới. Những cái ren lưới thì auto các chị mua quần thì cứ mua chọn ren lưới cho em. Ren lưới em bảo hành các chị luôn, nhận hàng ren lưới mặc bị ngứa cho về đây em trả lại hàng luôn các chị. Viền đúc này, mặc cái loại này nó vừa ôm bụng vừa ôm mông rất là mát này. Comment này em thì nó sẽ là mã Q21 và để lại số điện thoại cho em. Quần này chỉ đang có giá là 180.000 cho 5 quần. À 180.000 cho 4 quần em xin lỗi ạ. 180.000 cho 4 quần. Chơi lại mix set nữa đi, hôm trước em nhận mix set không đẹp dã man. Lười quá chị. Lười mix set dã man luôn á. Lười mix set dã man luôn á. Thế này nhá. Em xem nào. Thế thì hôm nay mình sẽ mix một cái loại cái set nào mà nó mềm mềm mát mát nhá. Hôm nay. Nhưng mà từ từ ra đi. Thôi lười mic quá, hôm sau đi. Comment này em nhìn nó sẽ là mã Q21 và để lại số điện thoại cho em. Mông to bụng to thì mặc loại này cho em. Mic set đi hả? Thật sự là lười mic set thật sự luôn á chị. Đây. Mic set đúng không? Đây mic set thì hôm nay em sẽ mic thêm một cái mic thêm một cái loại quần mới rồi nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây có loại mix set thì mã 00 này này. Là mix set mã 00 này em sẽ mix cái loại này nhé cả nhà nhé. Chị ơi có xả V21 không? Không xả, V21 đang bán chạy muốn chết. Xả có mà chết sợ. Đây mix set ạ, à. em đang mix một cái loại set như thế này này. Hiện tại là em chỉ mix một loại set được thôi, chứ em chưa mix được nhiều nhé. Tại vì nếu mà mix nhiều thì nó loạn nhân viên nhé. Các bạn ấy đóng nhầm hàng hết. Mix set đầu tiên này. Cái này là mã 00 và để lại số điện thoại nhé. Mix set ở đây nó là em sẽ mix là 5 mã. Sẽ mix là 5 mã quần lại thành một set. Nghĩa là mình sẽ nhận được hàng là một set quần nó sẽ là 5 mã khác nhau và 5 màu khác nhau. Thì cái loại này comment này em mình là mã 00 và để lại số điện thoại. Một set này nó sẽ là có một mã này. Mã này là mã đầu tiên nhá. Đó, một mã này. Ok chưa? Cái mã này là mã thứ hai này. Con quần này em mới cho vào, con quần này đắt ơi là đắt. Hầu như cái set này thì em mình đều đang bán với giá là Hầu như em đều đang bán với giá là 175.000. Tất cả đều là 175.000. 175.000. Cho em xíu này. Chút nhẹ nhàng. Mua 2 dây mà shop ship lộn có một áo. Mua 2 dây mà shop ship lộn có một áo làm tốn tiền ship C33 hay C30 gì đó. Thiếu một cái áo dây là như nào nhỉ? C33 hay C30 hả? Đâu bác cho em xin cái số điện thoại của bác để em kiểm tra đơn hàng cho bác xem nào. Và tại sao lại ship làm 2 lần? Bác cho em xin số nào em xem nào. Cái này comment này em thì nó sẽ là mã 00 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ, đây nhá cả nhà nhá. Mã này là mã thứ 2 này. Trong cái set mix nhá, mã này là mã thứ 2 này. Em xíu này. Mã này là mã thứ 3 này, cái con quần này rất là đẹp. Tất cả đây đều là quần này đều đang có giá là 175.000 năm quần.
mà em sẽ chốt một cái mix set như này các chị với cái giá là 160.000 năm quần, nghĩa là được giảm thêm những 15.000 nữa cả nhà, không chọn màu. Bây giờ chọn màu chắc em trường liều luôn chị. Đây này, em cho ví dụ như một mã thì chọn màu thì có thể gọi là còn chấp nhận được. Đây là 5 mã quần khác nhau mà chọn màu chắc đến chết luôn đó chị. Đây này, cái mã đầu tiên nhá chị yêu nhá. Đây cái mã đầu tiên nhá. Mua áo 2 dây mà shop ship cho có một áo thôi. Mua 2 áo, ý là chị mua 2 áo mà ship có một áo thôi hả? Ok, để em kiểm tra đơn hàng nhá. Chị Út nhẹ nhàng nhá. Mã đầu tiên này, mã thứ 2 này, mã thứ 3 này, 3 mã rồi đúng không ạ? Rồi mã thứ 4 này, mã này là mã thứ 4 này. Ok chưa ạ? Rồi mã này là mã thứ 5 này. Đó, nó những 5 mã lận. Mà bây giờ chọn màu chắc em xin phép là không chọn màu nhá cả nhà nhá. Em đã bán rẻ hơn rồi. Đây em rất là lười mix set luôn cả nhà. Mix set là nhân viên nhà các bạn sẽ phải đi nhá. Vì là một bình thường là một set quần nó sẽ có 10 quần đấy. 10 quần trong một mã, một mã sẽ là 10 quần, các bạn chỉ nhặt 5 cái thôi. Và bây giờ phải nhặt từ 5 cái mã vào khác nhau để set mix một cái set này này, nên em xin phép là sẽ không chọn màu nhá. Comment này em thì nó sẽ là mã 00 và để lại số điện thoại cho em. 160.000. 160.000 cho 5 quần. 160.000 5 quần, mã 00 và để lại số điện thoại cho em. Ok chị ạ? Là 5 mã quần em hiện đang cầm ở đây. 160.000 cho 5 quần. Dưới 60 cân là các chị sẽ mặc vừa được cái form quần này. Mã 00 và để lại số điện thoại cho em. Ok chị ạ? Em rất là lười mix mấy cái set như thế này. Xem lại quần của S10 đúng không? Đây quần S10 đây. Nhà em và cái khu nhà em là nó đang đập phá nhà, nó đang sửa nhà. Em, cái gì đây? Đây, mã của con quần S10 hôm qua đây, bác nào hỏi đây. Quần S10 hôm qua đây. Chị gì đó, chị gì vừa hỏi quần S10 hôm qua đây chị. Quần của S10 đây nhá. Đấy, quần S10 đây. Không chị ơi, có nghĩa là mã 00 ý. Mã 00 có nghĩa là nó sẽ là mix 5 set quần lại với nhau. Đây các chị yêu nhá, còn này thế này. Có nghĩa là đây em sẽ đọc mã cho các chị nhá. Mã 00 nó sẽ là mix 5 mã quần lại với nhau. 5 mã quần lại với nhau. Còn bác nào muốn mua lẻ mã quần, muốn mua lẻ một mã này hay một mã này thì các chị có thể comment thì để em sẽ báo mã cho các chị. Tại vì cái 5 cái mã quần này em đang trộn chung lại với nhau để em mix set lại với nhau rồi. Đó, còn nếu như bác nào muốn mua lẻ một cái mã quần nào đó thì có thể là inbox giúp em thì em sẽ gửi ảnh để cho các bác xem. Đây em sẽ đọc mã luôn cho các chị trên này này. Dưới 60 cân là mặc vừa, cái mã này là mã Q8, mã cũ của nó là mã Q8. Một set 5 quần 175.000. Q8 và để lại số điện thoại cho em. Dưới 60 cân các chị mặc vừa cho em. C2 em còn nhá. Mẫu này comment để em hiện nó sẽ là mã Q9 cũng 175.000 năm quần. Con này là mã Q9 này, 175.000 năm quần. Ok chưa? Rồi mẫu này là mã Q75 cũng 175.000 năm quần. Q75 và để lại số điện thoại cho em. Rồi mẫu tiếp theo này, con này là mã Q5 cũng 175.000 năm quần. Đây là Q5 nhé cả nhà nhá. Và em này là mã Q18 cũng 175.000 năm quần. Nếu như các bác mua một set 5 quần này thì giá nó sẽ là 175.000 năm quần. Và mã thì em hiện có đọc lên rồi. Các chị comment đúng mã giúp em để tránh tình trạng là nhầm hàng của rất là nhiều chị nhá. Comment C2 nhưng mà nhận hàng về em gửi đúng C2 nhưng mà về kêu là em ơi chị đặt C21 mà. Tiếp rồi em luôn hàng hoàn về. Còn ở đây là em hiện đang mix set là 5 mã quần. Tại vì các chị hay kêu là nhiều quần gen đẹp quá mà bây giờ mua nhiều quá thì nó kiểu như là mặc không hết thì em mix 5 mã lại với nhau. Đó là 5 mã quần khác nhau, các bác có thể mua như thế này cho em. Đó, mua như thế này là giá của nó chỉ có 160.000 thôi. Em bán mix này em lại còn bán rẻ hơn không? Đó, ok chưa? Mọi người hiểu không ạ? Rồi, ok. Áo đang mặc của em thì là V21 nhá. V21 là để lại xuống là áo collagen giảm dài em không có. V21 và để lại số điện thoại cho em. Cái này chỉ đang có giá là 290.000 cho một set thôi. V21 nhé cả nhà nhé. Rồi các chị ơi, tình hình là em hiện xin phép với cả nhà là em sẽ dùng like ở đây. Các chị nào cần xem áo bộ ra này, thêm quần hay thêm áo này, các chị có thể vào album ảnh nhà em để xem. Hoặc là inbox cho em. Em up rất là nhiều ảnh ở trên album ảnh của mọi người. Chỉ cần inbox cho em là nhân viên nhà em, các bạn ấy sẽ gửi ảnh để các bạn ấy tư vấn cho mình. Còn bây giờ em xin phép với cả nhà em sẽ dừng live sớm để ngày hôm nay để các bạn ấy sẽ cố gắng sự giải quyết đơn hết cho ngày hôm nay luôn. Xem lại con Q9 nào. Q9 là con nào ta? Đây con Q9 là con này đây. 175.000 năm quần.
Tại vì là em sẽ phải cố gắng đi download trong ngày hôm nay, và mình cố gắng là mình check inbox giúp em trong chiều ngày hôm nay, trong tối ngày hôm nay giúp em. Vì là nhà em sẽ nghỉ ngày mùng 5 và ngày mùng 6 nên là đơn sẽ mùng 7 mới đi được. Nếu như là nếu như ngày mùng 7 mới có người check đơn là bắt đầu đơn ngày mùng 7, bắt đầu chốt đơn ngày mùng 5, mùng 6 là mùng 7 mới check đơn lại nhé cả nhà nhé. Em cho nhân viên nghỉ 2 ngày thế nên là hy vọng là các bác thông cảm. Nhận hàng mà đơn hàng có bị lỗi, có bị rộng hay bị chật như thế nào đi chăng nữa thì ngày mùng 5, ngày thứ 5 và ngày thứ 6 các chị nhắn tin thì em xin phép là chưa kịp trả lời. Thì mong mọi người thông cảm với em thì nhá, ngày thứ 7 em mình sẽ trả lời lại ạ. Đây, cái này là mã cái này là mã Q9 đấy này. Cái này là mã Q9 này, 175.000 năm quần này. Q9 175.000 năm quần này. Đó, Q9 đây dưới 60 cân các chị mặc vừa đây. Ok chưa? Q9 và để lại số điện thoại cho em. Rồi lại V21 là cái mẫu em thì đang mặc đây. Cả quần áo và giá nó chỉ có 259.000 thôi. Em phải dùng live sớm để cho các bạn ấy còn xử lý đơn, nếu không là không có kịp giờ để gửi hàng ấy cả nhà. À quần nam à, để em xíu nhá. Đây V21 em thì đây ạ, đệm dày 4 phân 290.000. Em lên nốt quần nam này. Quần nam này, các bác mặc quần nam này. Quần nam rất cool lại, mặc siêu mát luôn đó cả nhà. Đây. Quần nam hiện tại em chỉ có duy nhất một loại này, không được may luôn đó các bác. Trời ơi, mặc mát lịm luôn. 200.000 cho 5 quần, có nghĩa là có 40.000 cho một con quần nam thôi. Đó, từ 50 cân cho đến 90 cân là mặc vừa nhá. Comment này em thì nó sẽ là mã quần nam và để lại số điện thoại cho em. Quần nam và để lại số điện thoại cho em, mã này từ 50 cân trở lên cho đến 90 cân là sẽ mặc vừa cho em. Quần nam và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Đó, quần nam đó. Đây, quần nam và để lại số điện thoại cho em. Một set của nó sẽ là 5 quần. Quần nam này em chỉ có một cái loại mà rất là dai và cực kỳ mỏng như thế này thôi. Đó, siêu đẹp thôi. Em lại quy bài, các chị rất là thích mua lẻ, không thích mua mix set đúng không? Em sẽ lên lại một lần nữa cho các chị xem nha. Mẫu đồ con quy 3 là con nào ta? Con quy 3 là con nào ta? Con quy 3 là con nào nhỉ? Đây con quy 3. Đâu nhỉ? Em nhiều quần quá rồi, em bị đáng chí quá lắm. Con quy 3 hả? Toàn rồi, em đã không thấy con quy 3 ở đâu đây này. Chị à, em không thấy con quy 3 ở đâu cả. Mình inbox em gửi cho mình xem được không ạ? Em đang không thấy con quy 3 đâu cả. Đã không có thấy. Khoảng mấy ngày thì có. Em đã không thấy con quy 3 đâu cả. Sao vừa thấy ở đây rồi nhỉ? Như ma làm vậy đó. Bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Thôi nhá, mình inbox cho em gửi ảnh cho mình xem nhá. Rồi ok cả nhà ơi, em xin phép cả nhà em sẽ dừng live đây. Và em hẹn các chị vào một buổi live sau. Hẹn các chị vào thứ 7 mình sẽ quay trở lại nhá. Ngày thứ tối ngày hôm nay và ngày mai kia thì em sẽ dừng live. Và em hẹn các chị vào thứ 7 ạ. Mọi người có thể inbox cho em, inbox cho em để em gửi cho các chị nhá. Inbox cho em ạ. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn các chị vào buổi live sau ạ.